Xin chào các bạn Gai góc, chân thật nhiều tiếng cười nhưng cũng động lại thật nhiều suy ngẫm sâu sắc Đó là cảm nhận của người xem sau những vai diễn khó của diễn viên Minh Cúc Vai diễn mới nhất trong cuộc đời vẫn đẹp sao Diễn viên Minh Cúc vào vai Bình Một người phụ nữ bán hoa quả có vẻ ngoài ghê gớm, bụi bặm, trao chát nhưng bản chất đơn giản Mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả Xin giới thiệu khách mời của Cà phê Cùng Sao tuần này diễn viên Minh Cúc Vâng, xin chào chị Minh Cúc ạ Xin kính chào độc giả của báo điện tử VOV vâng chị cúc ơi chắc hẳn là trong thời gian vừa qua thì chị cũng đã đọc những cái nhận xét của khán giả về vai diễn bình trong bộ phim cuộc đời vẫn đẹp sao mà bộ phim lấy bối cảnh chợ đầu mối và xóm lao động nghèo thì chị cảm nhận thế nào về những cái nhận xét của khán giả? việc đầu tiên thì cho tôi xin được phép cảm ơn cái tình cảm của quý vị khán giả đã và đang theo dõi bộ phim cuộc đời vẫn đẹp sao khi bộ phim phát sóng thì tôi là người luôn luôn là tìm kiếm những cái ý kiến của khán giả qua các cái trang page rồi các cái trang thích phim đó thì tôi luôn uh, theo dõi cái ý kiến của khán giả xem là họ cảm nhận đến bộ phim như thế nào về những uh, vai diễn về cả cái bộ phim cả tất cả tổng thể của mọi người và khi nhận được cái tình yêu của khán giả dành cho tất cả ekip thì thật sự là rất là vui mừng và xúc động chị Bình là một nhân vật rất là gây gớm và đánh đá vậy thì đó có phải là một vai diễn khó không và chị đã sáng tạo thế nào để cho ra một nhân vật Bình như trên phim ạ? Uh, vai diễn Bình ấy thì đơn thuần như mọi người thấy là cô ấy là một người phụ nữ rất là đánh đá tranh chua và có cái phần cái sơi xấu tính một chút của một người phụ nữ hơi nhỏ nhen là yêu vào rồi thì cô ấy hay ghen và hay soi mòi cái người gọi là tình địch của mình đấy chỉ thích là tình địch của mình luôn luôn là xấu trong mắt người yêu của mình đấy thì như mọi người cũng thấy là qua cách thể hiện của tôi thì đã ra được một là cô bình thật sự là chua chát đánh đá thì điều đấy cũng không hề khó đối với một người diễn viên. thật sự một người diễn viên cái bản năng của một người diễn viên đó chính là phải thể hiện được ra cái ý tưởng này, ý tưởng và cái chủ ý của đạo diễn và biên kịch khi mà đã được sự tin tưởng của bên lãnh đạo, ban lãnh đạo của VBSC và toàn bộ ekip thì tôi rất là uh, bằng thấy mình là hứng khởi, hứng khởi vì mọi người đã tin tưởng giao cho mình một cái vai diễn như thế này. ban uh, đầu thì tôi cũng nghĩ tôi cũng phải tìm hiểu là cái nguồn gốc xuất thân của cô Bình. Cái thứ hai tính cách của cô ấy ra sao Và cái một con người sống và làm việc ở khu chợ như vậy thì sẽ mang trong mình những cái lời ăn tiếng nói hay là những cái tính cách bộ bã như thế nào nói bộ bã thì không phải nhưng mọi người cũng là theo dõi thì trong nhân vật bình bình là có tất cả những cái hỉ nộ ái ố cô ấy là một người rất là vô tư có sao thì cũng nói vậy và cô ấy yêu rất là cuồng nhiệt nhưng mà quên buông bỏ cũng rất là nhanh đấy thì um, khi tôi thể hiện cái vai bình này tôi được phép sáng tạo trong cái mức cho phép của đạo diễn và biên kịch cùng với cả cái uh, ekip của uh, đoàn phim nữa uh, khi tôi được biết rằng là cả ekip của mọi người tất cả ai cũng có cái gu ăn mặc rất là trung tính là mọi người làm việc ở khu chợ thì không thể nào mà được ăn mặc đẹp và sang chảnh thì cái cái đầu tiên của ấn tượng về bộ phim nữa là như mọi người cũng thấy là toàn bộ bối cảnh này uh, trang phục hay là xuất thân của diễn viên hoàn toàn khác so với những bộ phim khác Chính vì thế nó cũng là một cái cái hương vị mới, cái món ăn mới cực kỳ lạ lẫm cho khán giả à, Khi tôi biết được cái tổng thể của mọi người là mọi người mang trong mình một cái màu sắc quần áo trung tính như vậy thì tôi có nghĩ ngay đến một cái việc là tại sao với một người con gái với tính cách như vậy, bình như vậy không cho cô ấy là nổi trội lên một chút đồng bóng lên một Đúng tí đó. thì mọi người cũng có hỏi tôi là nếu mà làm như vậy thì có sợ bị trùng với cả vai Sâm trong Hương vị tình thân hay được. không, tôi bảo không sợ, tại vì như mọi người thấy là cái, mỗi một vai diễn đều có một cái số phận, đều có một cuộc đời, đều có một công việc khác nhau thì giữa Bình với cả Sâm nó đã quá khác nhau về cái việc là à, tính cách rồi, tính cách ở Sâm là cô ấy chỉ gọi là thích ở với ông bà chủ, chả thích yêu đương gì kệ, cũng thế nào cũng được nhưng mà ở Bình lại là khác cô ấy biết chú trọng vào con người hơn này biết điệu hơn này đồng bóng hơn này và cái số phận của cô bình chắc chắn là hoàn toàn khác với cả cô sâm vâng với những cái phân cảnh rất là ấn tượng như là lúc chị thất tình với Lương <laughs> hay là chị đánh nhau với cả luyến lương à, luyến lương trong bộ phim vậy thì chị đã nuôi cảm xúc của mình như thế nào và chị đã trên trường quay có lẽ là chị đã phải làm việc rất là vất vả khi mà chị đã chấp nhận chịu đau trong cái đúng, cảnh đánh nhá, đúng. À, để mà nói đến cái uh, những cái phân đoạn mà đã gây ra cảm xúc mạnh cho khán giả trong những tập vừa qua, uh, đầu tiên thì nói đến cái việc là những cái màn xích mích giữa Bình với cả Luyến. ngay từ tập đầu tiên thì mọi người cũng đã thấy là Bình cả Luyến đã đánh nhau một trận ở bãi dơ mây đầu ừ. chợ rồi đấy. Mà đến cái trận đình đám để, uh, thứ hai nữa đó đó chính là cái trận thanh long <laughs> <Đúng rồi. cười> trận trận thanh long đấy. thì trong cái lúc làm việc với sự chỉ đạo của anh thanh dũng anh ấy mi cho tất cả mọi người thực ra cái cảm xúc đấy cứ thế mà diễn ra thôi cũng không cần phải nuôi đâu à, khi anh dũng chỉ đạo toàn bộ diễn viên thì cái việc đầu tiên mà giữa à, tôi với cả thanh hương là hai chị em như mọi người thấy là có cái hoại ngoại hình khá là lớn giống nhau hai chị em cũng khỏe như nhau và cái tính cách cũng khá là giống nhau cái điều này cũng là cái điều đầu tiên khi tôi nhận vai là tôi biết là được diễn cùng thanh hương thì đúng là hai chị em cái chất cũng là cũng kiểu gớm và mạnh mẽ như nhau thì mình phải làm thế nào đấy để khác chất với hương đi mặc dù cái vai diễn của mình cũng được dạng là vai phản diện mà chắc chắn là mọi người sẽ ghét nhưng mình sẽ làm thế nào đấy để mọi người ghét trong cái sự là phải buồn cười hoặc là ghét nhưng mà cũng không thể nào ghét nổi đến bây giờ thì thấy là mọi người không thể ghét nổi mình nữa không 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 không, không thể ghét đấy, nổi nhân vật thì mình rồi cái những cái phân đoạn mà phải đánh nhau ấy thì hai chị em có tập với nhau rất là kỹ không thể tránh được cái việc là một trong hai người sâu sát như mọi người thấy là cái việc là khi mà cái đoạn đánh nhau bằng thanh long lên á ừ. Thì sau cái tập đấy lên là bên nhà là có trên các diễn đàn trên các kênh cũng có cái đoạn trailer ừ. Của cái phân đoạn đấy Thì nói thật là cái lúc tập hăng hái quá hai chị em cũng bảo nhau Hai chị em đều biết cách đánh nhau thế nào để bạn diễn không bị đau ừ. Thế nhưng mà mệt nhất là vừa nói vừa thoại vừa đánh nhau Thật sự cái cái đoạn mà tôi với Hương đánh nhau ở trên đống dơm ý, Hai chị em tập xong một phát là ngồi thở luôn tại chỗ cái phân đoạn đánh nhau này tôi nhớ rất kỹ là có cái đấy là cái kỷ niệm đáng nhớ với tôi để, để là cho tôi có một cái kinh nghiệm về để mình uh, trao dồi cái khả năng diễn xuất của mình nữa đó chính là anh danh dũng <laughs> anh danh dũng thì uh, anh ấy có nói với mọi người là cúc ơi cái đoạn này anh muốn mày phải thất tình nhưng mày phải khiến cho khán giả cười cười vì cái độ dở hơi đấy của mày thôi thế sao lại khoai sao lại khoai ho, ho, như thế được. Bây giờ đúng là cái phân đoạn nó tình cảm. Ai rơi vào trong cái trạng thái đấy cũng sẽ bị rất là đau buồn nhưng mà bây giờ anh lại bắt em diễn em đau buồn nhưng mà khán Mình em đau cười. buồn một nhưng mà khán giả phải cười 10 cơ. Đấy thì bảo ok anh. <laughs> em sẽ làm em sẽ làm được. Và cái lúc ấy thì cái tâm trí của mọi người cũng rất là tập trung thì vì hôm đấy cái cảnh thất tình cả cái trường đoạn là từ lúc anh giở trò với anh Lưu để 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 bày ra cái bữa vâng, tiệc đấy vâng. và đến khi anh Lưu tỏ tình với cả Luyến để cho Lư... Bình thấy rõ rằng anh Lưu chỉ thích Luyến thôi và đến khi thất tình thì là hai phân nó là trên một một cảnh nhưng mà lại chia ra quay cách nhau mấy ngày cơ, à, à, chứ không vâng. phải là vừa quay đúc trước đúc sau là thế đâu, cái quay cái cảnh mà tôi ngồi phệt xuống đất ăn vạ thất tình trước và sau đó mấy ngày mới đến cái phân đoạn mà anh Lưu tỏ tình với Luyến vâng. trước mặt Bình thì à, hôm đấy là cái ngày cuối cảnh cuối cùng của ngày và trời cũng chuẩn bị mưa rồi thế là mọi người và anh Dũng và anh bà là tập trung mọi người tập trung thì à, không không phải không hiểu mà cái ý thức của mình thôi mình cũng phải ý thức là mình tránh để ảnh hưởng đến tất cả mọi người và tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa thà rằng mình làm thật tốt một lần đi tập cho nó kỹ có bàn bạc với cả Tô Dũng là chị em mình thoại đến như nào như nào rồi đến cái đoạn nào chị sẽ lấy chai rượu chị uống và chị khóc như nào thì anh Dũng anh bảo là ok bây giờ cái đường đi của anh như thế Cái cảm xúc của chúng mày anh tôn trọng Mày muốn làm thế nào thì làm Miễn sao là cứ diễn đủ ý đấy cho anh Còn cảm xúc của em diễn như thế nào thì tùy em Thì mọi người tập trung nhá Đấy Thì cái lúc đầu tiên mình lấy cảm xúc là đi từ trong ra và khóc Khóc thì diễn thì lúc đấy thấy anh hộ, anh Dũng anh hô Rồi bổ cận Bảo oh, Mọi người thấy chị Tôi thấy mọi người vỗ tay mọi người vỗ tay cái thứ nhất là mình, lúc đầu để mình nghĩ là à mình hoàn thành nhanh để mọi người không bị 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 áp lực là về muộn đây sắp mưa rồi ừ. ai rè xong đến khi vào vào bổ cận nhanh 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 nó đang có cảm xúc nhanh đi vào bổ cận thế là mình lại đi ra cái xuất điểm uh, điểm phát đầu tiên thì lúc đấy bên tổ sản xuất đi qua trước mặt tôi cái ừ. ý à được, được. tốt Thế thế mà làm, thế mà diễn thì mình cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì nhân vật mình có những nét rất là giống với những nhân vật chị đã từng đóng trong những bộ phim trước đây. Ừ. À người có một cái tính cách rất là tưng tửng, ừ. mạnh mẽ nhưng mà lại hơi ngâm một chút. Vậy thì chị có sợ mình sẽ bị đóng đinh vào một vai diễn không? Không, tôi không sợ mình bị đóng đinh vào một cái vai diễn tại vì là tôi luôn ý thức được trong bản thân mình là khi mình nhận một cái vai diễn nào đấy và mình đã làm tốt ở một cái vai diễn nào rồi thì mình nên dừng lại nó ở đó. Ví dụ như là ở vai Sâm tôi đã làm tốt trong vai là cô sâm oxy xâm rồi nói thật ra để mà không biết là sau này sẽ có một cô oxy nào hay hơn thế nữa không nếu mà có thì sẽ tốt cho diễn viên đấy nhưng tôi đang giữ được cái tình cảm và cái sự đón nhận của khán giả và cái công nhận của khán giả thì mình nên làm tốt ở cái vai đấy rồi thì sau này có lẽ tôi sẽ không nhận một vai oxy nào nữa thì tôi không lo rằng là mình sẽ bị đóng đinh vào một dạng vai uh, tôi đang cảm thấy là mình đang hoàn thành rất là tốt, đang làm tốt những cái mình đang làm và sẽ là cố gắng thu, tiếp thu những ý kiến của khán giả, cái điểm nào mình chưa được thì mình sẽ phải cân đo đong đo đếm lại và cái điểm nào mình đang làm tốt thì mình sẽ phải làm tốt hơn nữa. Vậy thì chị Cúc anh chị có thể chia sẻ một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao được không ạ? À, nói đến kỷ niệm, niệm đáng nhớ của Cuộc đời vẫn đẹp sao thì phải nói đến đầu tiên đó chính là cái bối cảnh quay của bộ phim mọi người cũng thấy khán giả cũng thấy là cái bối cảnh quay của bộ phim cái bối cảnh chính là khu trọ và ngoài chợ đầu mối ngoài chợ long biên nói thật cái thời điểm mọi người quay á bắt đầu quay là ra tết là phim bắt đầu bấm máy cái thời, lúc cái đấy là thời tiết bắt đầu nồm ẩm ướt và mưa mà vẫn còn lạnh đấy, thì cái đất cát bên quanh bên 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 xung quanh cái khu trọ á thì toàn là mương Mương rồi cống rãnh rác vây quanh luôn Mà cái khu đấy nói thật là Mình được vào trong cái khu đấy Mình mới thấy được cái cuộc sống của người ta như thế nào Và cũng như theo chia sẻ Của bên tổ họa sĩ cùng với của ekip Thì dựa trên cái bối cảnh đấy Thì các anh cũng đã dựng lên những cái căn nhà để làm cái khu chính như nhà của anh lưu nhà của luyến để cho sao giống nhất có thể cùng với cả cái khu cảnh bây giờ chị đã từng nhận mình là một người rất điên trong nghệ thuật <laughs> vì sao lại như vậy và một người mà có gọi là tính cách rất điên dám điên về, về nghề như thế thì hẳn là một người có tính cách rất là quyết liệt đúng không ạ đúng à, tôi phải thừa nhận là tôi là một người nóng tính rất là nóng tính thẳng tính luôn cái gì mình không đồng ý mình nói thẳng với bạn bè xong cái là thôi mình lại giữ một con này và không thích giữ cái gì gọi là ấm ức trong người hay là những cái gì mình chưa giải quyết chưa 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 rõ ràng cảm thấy rất là bất dứt nhưng mà mình cảm thấy là làm cái gì làm phải cần phải rõ ràng nó tha rằng mình rõ ràng ngay từ đầu mình thẳng thắn ngay từ đầu ngay từ đầu thì sau này nó sẽ rất dễ cho mọi người thì tôi đúng là tôi nhận là mình là một người điên trong nghệ thuật tại vì tôi là một người rất thích là thể hiện những cái vai diễn là cực kỳ dị cực kỳ lạ cực kỳ độc càng điên càng tốt bởi vì tính tôi là không thích những cái vai diễn là chỉ bằng 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 hay là ở trong cái chế độ an toàn. Ừ. Độ an toàn là ờ là một vai diễn là người lương thiện đi, sợ khán giả chửi hay là sợ khán giả không thích vai. Một diễn viên nhá, làm phản diện mà để cho khán giả ghét đến mức độ mà nhìn nhìn thấy mặt là chỉ muốn đấm hay chỉ muốn nó đạo diễn nó cắt cắt ta hỏi vai đấy là ừ. cái thành công của diễn viên. Ừ, đúng không Đấy. Đấy cũng là cái vì sao mà cũng bảo là tôi là một người điên trong 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 làm nghệ thuật nữa. Điên thì nó thật là có nhiều cái mức độ điên lắm có nhiều cái cách điên làm nghệ thuật lắm nhưng đối với tôi càng khó càng khó này càng dị càng độc càng lạ càng điên tôi càng thích chị ơi thu nhập từ nghề diễn vậy thì có đủ cho chị trang trải cuộc sống và nuôi con không và chị đã phải trải qua những công việc gì để chị nuôi tú minh và nuôi cái đam mê nghệ thuật của mình à như mọi người thấy đấy thì nói thật là cái việc để mà nói đến cắt xê hay là kinh phí khi mình đi làm phim nó rất là nhạy cảm tại vì là mỗi một diễn viên có một cái mức dây khác nhau, ừ. đấy. thì cái tiêu chí của tôi khi nhận một bộ phim, cái điều đầu tiên tôi muốn hướng tới đó chính là chất, cái chất lượng của sản phẩm. cái chất lượng sản phẩm là đầu tiên và cái vai diễn của mình mình phải hoàn thành tốt là điều đầu tiên. còn sau này nhớ nói thật là nhận về bộ phim bao nhiêu tiền đấy là mình không quan trọng, tại vì mình đã sướng, mình đã sướng vì mình được thể hiện và cái bộ phim đã được đón nhận rồi. cái à, thứ hai nữa là ngoài ra tôi còn làm việc ở nhà hát tuổi trẻ, cũng là cán bộ nhà nước, cũng thuộc biên chế nhà hát tuổi trẻ cũng có lương cứng ngoài cái việc là mình có lương cứng nhà hát thì mình luyện tập những vở diễn ở nhà hát mình tập vở nào mình diễn vở nào thì mình luyện tiền vở đấy rồi những cái chế độ của nhà hát dành cho diễn viên cũng có rất là nhiều à, để mà nói làm nghệ thuật thì làm sao mà để nuôi được không thể nuôi được bản thân cuộc sống của mình hàng qua là nó nuôi được cái đam mê của mình nuôi một cái cái không muốn khát khao làm nghề của mình thôi thì để mà trang trải cho cuộc sống cá nhân bản thân rồi thì uh, tôi đã trải qua rất nhiều công việc từ việc là thợ make up chuyên viên make áp rồi là tôi rất chăm chỉ nhận những tất cả những cái job các anh chị em mang về cho tôi lớn bé nhỏ hay như thế nào để tôi nhận hết yeah. và đến khi dần dần sau này mình có một mình trở lại với phim truyền hình mình có cái chỗ đứng trong truyền hình và tôi đang đang trên cái đà phát triển thì mình có những cái sự lựa chọn hơn ví dụ như những nhãn hàng mình có những cái cẩn trọng hơn để sau khi mình nhận một cái gì đó phải có những cái sự cho phép rồi là những cái việc kiểm định thực sự là kỹ lưỡng thì Đúng mình à. mới dám nhận tại vì mình đại diện cho một nhãn hàng nào đấy mình mang cái gương mặt của mình đem những nhãn hàng đến cho khán giả Đúng. thì mình phải tìm hiểu nó như thế nào Đúng. và cái thứ nữa cái nữa là tôi có sắp xếp là những cái lúc nào mà tôi kiếm được ra tiền thì tôi gửi mẹ mẹ nó mẹ như là một cái ngân hàng thật sự như một cái ngân hàng đối với tôi vậy tôi cứ gửi mẹ thôi còn bắt đầu có cái công việc gì cái là tôi lại mẹ cho con mượn nói thật ra là tiền của mình ừ, và... cứ nói là nói mượn của mẹ vay của mẹ nhưng mà tiền của mình thôi để mình để bố mẹ thấy là mình đi làm vất vả như vậy mình có cái trách nhiệm mình kiếm được tiền mình mang về chứ nói thật là nhờ ông bà trông con mà đi làm cả ngày như thế không một đồng nào mang về thì người già cũng cáu kỉnh chứ được. lúc đấy lại áp lực đến tâm lý Rồi là lúc vậy bà là tao không trông con cho mày nữa đâu đâu ừ. đi làm cả ngày không được một đồng nào đi làm cái gì không trông con cho mày đấy thế nó lại gây ra những cái ức chế thì à, ngoài ra tôi còn phụ đỡ bố mẹ cái việc là mình không mất tiền thuê nhà tiền ăn tiền uống các thứ là ăn cùng bố mẹ thì hàng tháng cũng phải có một cái gì để đỡ cho bố mẹ chứ làm sao mà ăn không của bố mẹ mãi được? mà <laughs> không thể kể hết được những cái vất vả sau từng ấy năm chị nuôi con vậy thì chị đã lấy động lực ở đâu để có thể vượt qua được tất cả mọi việc như thế? Đơn giản lắm cái uh, việc mà bảo là mọi người rất mọi người cũng rất là nhiều người tò mò cái việc là tôi vì sao tôi vượt qua được những Đúng cái rồi. cuộc uh, uh, những cái gì mà mình đã trải qua trong cuộc sống như vậy đơn giản là mình cứ nhìn đến cái tương lai những cái điều tích cực thôi. Nói thật nhá mọi người bây giờ thử hỏi mọi người xem là mọi người trải qua một cái việc gì đấy 10 ngày mọi người ngồi buồn thì cái 10 ngày đấy mọi người vui có phải là hơn là buồn không? Chính xác không? Mọi người cứ có phải là đau khổ, khóc lóc hay là phải đi kể Không phải kể cho ai cả Tại vì là cuộc sống của mình chỉ có mình biết Rồi là ừ, bạn bè người ta biết được cái cuộc sống của mình người ta chia sẻ Kể nhiều quá hay là kể cho ai quá thì người ta cũng chỉ có biết vậy thôi Người ta cũng không giúp được mình cái gì cả, an ủi như vậy thôi Chứ còn nói thật nhá Tôi là người thích nếu mà còn trẻ chắc là vẫn ham vui lắm, đến bây giờ vẫn còn ham vui mà thích đi đây đi đó, đến con bị như vậy rồi, bé tú minh bị như vậy mà tôi còn tha đi khắp nơi, huống chi là đến như bé như bình thường. đó, cái nữa là tôi luôn, tôi luôn muốn mang đến cái điều tích cực đến cho tất cả mọi người, tại vì từ cái ngày mà tôi có công khai tú minh lên trên truyền hình rất nhiều mẹ, đến bây giờ cũng vậy. mấy ngày hôm nay khi phim phát sóng lên thì mọi người cũng có nói đến cái vai diễn của tôi và chị, ơi em ghét chị lắm nhưng mà em yêu chị vì chị là một người mẹ kiên cường em yêu chị vì chị đã mang đến những cái năng lượng tích cực nhìn thấy chị thôi là em mang đến tích uh, em đã thấy cái nguồn tích cực rồi tất cả cái clip hay tất cả những cái gì của chị trên các trang mạng xã hội là không hiểu sao có một cái thế lực nào đấy mà nhìn thấy chị là em cứ tưng bừng khỏi mọi cái xua tan hay mọi cái muộn phiền đau khổ của em cứ em cứ biến mất hết đấy, đấy thì tôi cứ theo cái đấy thôi theo cái là thà rằng mình là người mang những cái năng lượng, năng lượng tích, tích cực đến cho mọi người mình rất nhiều mẹ cũng tìm đến tôi để hỏi là chị ơi em muốn có một cái nguồn động lực từ chị chị chúc em cái nọ kia đi rồi là chị chúc em ngủ ngon một câu đi rồi chị cho em tâm sự với cuộc sống của chị bảo ư ừ, cứ nói thoải mái Có lúc nào mà chị không trả lời được thì thông cảm cho chị tại vì lúc đấy chị đang làm việc đêm về chị sẽ trách hết tin nhắn của mọi người xong rồi lắm lúc mọi người cũng thương mà chị ơi chị đi làm cả ngày như thế thì đêm về trả lời bọn em chị có ngủ được không rồi chị 4 giờ sáng ngủ được cơ yên tâm cứ trả lời đi mình tiếp chuyện đến mức độ như thế mà khán giả cũng có vài ý kiến là tôi thích tôi thích người phụ nữ này tại vì cô ấy là một diễn viên nhưng mà cảm thấy cô cái sự gần gũi của cô ấy cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời một comment của mọi người ừ. bất cứ lúc nào ai kể cả người lạ người thường người quen hay là người chi tiết nào đấy trả hỏi đến cô ấy là cô trả lời ngay đấy thì cái điều đấy là mình muốn muốn mang một cái tích cực đến cho mọi người nhớ mọi người đừng hãy nhớ là đừng bao giờ phải buồn đừng có buồn cái gì cả vui lên hãy vui lên chị cũng ơi chị có thể chia sẻ là giai đoạn nào là giai đoạn khó khăn nhất của chị trong cái quá trình nuôi bé Tú Minh được không ạ? À, khó khăn thì uh, cái quá trình mà nuôi Tú Minh ấy nó không bao giờ hết khó khăn cả. Thật sự nó không bao giờ hết khó khăn cả. Nó chỉ là những cái lúc mà khi mình bắt đầu tiếp cận đến cái việc đó và khi mình nhận cái tin tức về con như vậy thì mình phải đối mặt nó như thế nào thôi. Nó không tránh được nó không rơi vào người khác thì nó rơi đúng vào người mình thì mình phải chấp nhận. Điều đầu tiên là mình phải chấp nhận cái việc này đã và cái điều thứ hai là mình phải gạt đi hết tất cả những cái gì uh, riêng của bản thân uh, để dành hết tất cả những cái tốt cho con và cứ thế mà làm thôi đến bây giờ thì tôi phải nói là còn từ giờ đến sau này còn không biết có những cái gì là khó khăn nữa chắc chắn là còn rất nhiều thế nhưng mà vì mình quen rồi mình quen với những cái việc đấy rồi thì mình cảm thấy là ở đến mọi việc đến với mình thì bây giờ chả có gì gọi là nặng nề hay là quan trọng nữa tại vì mình cứ, mình đang làm tốt ừ. mình đang trải nghiệm tốt mình đang khắc phục tốt cho con và mình đang nuôi con rất tốt thì mình cứ thế mình làm thôi vậy thì điều gì mà khiến chị không thể quên nhất một kỷ niệm không thể quên trong cái những cái ngày, ngày tháng mà chị nuôi về chúng mình uhm, điều không thể quên nhất cho đến bây giờ thì vẫn là cái cảm xúc của con bé Cảm xúc của con bé nó thật nó thiệt thòi về cái hình thể và cái thể chất của nó như vậy thôi Nhưng mà trời phú cho nó được một cái suy nghĩ và cái độ tinh nhạy rất là tinh. À cái điều mà tôi không bao giờ tôi quên được và nó có có lẽ nó sẽ là cái điều ám ảnh đối với tôi ừ. là con bé nó không tức là khi mà tôi nói nói với nó là mẹ không yêu con nữa hoặc là Tú Minh không yêu mẹ, Tú Minh không thương mẹ. Cái ừ. điều đấy làm con bé nó dỗi, nó giận ừ. và nó khóc không hề không thể dỗ được luôn. Nó khóc đến mức độ một cách oan uổng ấy là tại sao mẹ lại nói con vậy đấy <laughs> tại sao mẹ lại nói con vậy mà khóc không thể dỗ được tôi nhớ cái lần này tôi trêu tôi chỉ vì cái câu trêu đấy mà khóc không thể dỗ được thế xong mày phải bê xuống để cho ông dỗ ông lại mắng lên mà mày chả được cái tích sự gì cả <laughs> con đã như thế rồi chỉ trêu con và khổ con chỉ muốn thử cái độ tinh nhạy và cái độ nhận biết của con thế nào thôi thì cái điều đấy vừa làm cho mình uh, rất là buồn buồn là vì là ở uh, đã trêu con như vậy nhưng mà vui vui được cái là con cái sự nhận biết của con nó rất là nhạy cảm nó biết hết Chả có ừ. cái gì là không biết cả Nó thính lắm Mũi nó rất là thính Nó ừ. ngửi được cái mùi nước hoa của ai Của bác, à. của ông, của bà Hay là xe tiếng xe của ai ừ. Nó biết hết Và cái nữa là Rất thích những bộ phim của mẹ Đặc biệt là bé Tú Minh rất nhớ những cái bản nhạc của bộ phim cứ đến giờ đấy là bắt đầu cái tiếng quảng cáo bộ phim lên nhá nếu như thời điểm như thời điểm bây giờ nếu như không phải là cái bộ phim nhạc phim của phim cuộc đời vẫn đẹp xa thì nó sẽ không vui đâu ừ. Đấy. chờ đến giờ chờ, đến... chờ đúng đến giờ và đúng cái bản nhạc của bộ phim lên cất tiếng lên là nó ê a à, nó hét ẩm từ lúc đấy cho đến khi hết phim ừ. đấy <laughs> vậy thì chị cúc ơi, chị muốn truyền cảm hứng gì và có lời khuyên gì cho những bà mẹ mà đang có hoàn cảnh giống của chị cái cảm hứng của tôi muốn đưa đến cho mọi người đó chính là cái năng lượng tích cực thì mọi người không đâu xa cả bởi vì tôi cũng rất là tôi cũng như mọi người thôi mọi người đừng có cảm giác là thấy là một diễn viên hay là gặp bạn ấy trên truyền hình mà không thể nói chuyện với với bạn ấy không lúc nào tin nhắn của tôi vẫn luôn đón chờ mọi người và cái thứ hai nữa là mọi người luôn luôn phải giải tỏa hết tất cả mọi cái tâm sinh lý khó khăn của mình đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều về những cái vấn đề tiêu cực mà hãy vấn đề cái tích cực mình sống cho tương lai cho hiện tại và tương lai chứ mình không sống cho quá khứ một phút trước có thể là quá khứ rồi đã là quá khứ rồi xong rồi thì bỏ qua đi và mình tiếp đến những cái gì và đang và sau này sẽ tiếp đến cứ tất cứ cứ phải sống hết tất cả những cái gì tích cực nhất. Chị lúc nào cũng là một người phụ nữ có tính cách rất là mạnh mẽ và cá tính vậy thì chị yêu đuối nhất vào lúc nào? Nói đến yêu đuối thì đúng là chỉ có con bé con chỉ có tú minh làm cho tôi yêu đuối nhất thôi thật sự luôn à, đến bây giờ để mà nói là để, trong chuyện tình cảm thì chắc chắn là không có một người đàn ông nào sẽ khiến cho tôi rơi nước mắt chắc chắn luôn sẽ không có một người đàn ông nào để làm cho tôi rơi nước mắt nhưng duy nhất chỉ có tú minh và bố mẹ thôi đấy nhìn vào tú minh nói thật là nhiều lúc nhìn nó vui mình cũng chảy nước mắt nó thích đi đâu đấy đưa đi nó sướng nó tung tẩy mình cũng chảy nước mắt ra bảo sao mà nhìn thấy con lúc đau ốm hay như thế nào mình không thương đấy vậy thì chị mong muốn điều gì nhất trong thời điểm hiện tại thời điểm hiện tại thì tôi vẫn luôn mong muốn là cái điều thật sự rất là thiết thực mà thực dụng cũng được nha Mọi người có nói thực dụng cũng được Đó chính là kinh tế và sức khỏe Tôi phải có sức khỏe tốt mới kiếm được nhiều kinh tế có kiếm được kinh tế thì cuộc sống của tôi nó mới đầy đủ nó mới dư giả dạ. mình không phải lo nghĩ là nay mình muốn cái này mai mình muốn đi chơi đưa cho con đi chơi nó thì mình phải lo cái việc là tiền đâu đi mọi người thấy có đúng không chắc chắn luôn muốn hạnh phúc hay muốn làm cái gì được suôn sẻ phải có tiền đó là cái điều đương nhiên luôn chẳng hạn như đó, muốn ăn hay muốn mua một cái gì đấy lại phải nhìn lại cái ví của mình có đủ hay không đó thì cái điều tôi mong muốn bây giờ là cái được sức khỏe sức khỏe tôi lo có được cái sức khỏe tôi lo được tất cả mọi thứ cho mọi người trong gia đình của mình đó. vậy thì đã bao lâu rồi chị không có thời gian cho bản thân và nếu có một ngày rảnh rỗi cho Hả? riêng bản thân mình thì chị sẽ đi đâu chị sẽ làm gì hàng ngày tôi vẫn dành ra cho mình một cái thời gian nhất định đó chính là tôi rất thích uống cà phê một mình ừ. đó tôi rất thích ngồi cà phê một mình những lúc ngồi cà phê một mình đấy thì có rất nhiều người hỏi tôi là tại sao làm ngồi như thế không buồn à À, không có ai ra chơi à hay là chẳng có việc gì làm à? ô cái lúc tôi ngồi như thế tôi nghĩ được ra tiền đấy tôi nghĩ được ra công việc đấy mọi công việc của tôi đâu phải là cứ phải lên công ty hay như thế nào có những ừ. việc là chỉ cần nhắn qua nhau trợ lý hay các bạn hay là các nơi nhắn tin một cái ok chốt phát là xong ừ. mình chỉ ngồi mình nghĩ một tí đúng rồi. thôi đấy còn để mà nói dành riêng thời gian bản uh, thời gian cho bản thân mình thì thực sự ấy thì đã lâu lắm rồi thực sự lâu lắm rồi tôi chưa có một cái thời gian nghỉ ngơi đúng thực thụ luôn để dành cho mình một chút nào đấy để đi cùng con mấy năm nay rồi cũng có đi đi với tú minh đi đâu đâu. Thế thì khi mà có thời gian rảnh rỗi chị chắc chắn sẽ đưa chắc chắn là, đi là phải đưa tú minh đi du lịch với mình. Bà. Vậy thì chị bình chị ơi sau bình trong vai cuộc đời vẫn đẹp sao ừ. thì chị có dự án nào khác chưa và chị mong muốn mình sắp tới sẽ nhận được vai diễn như thế nào? À, cái cái điều này thì với tôi ấy một người nghệ sĩ riêng chỉ riêng bản thân tôi khi tôi nhận một dự án nào đấy thì tôi muốn là mình sẽ hoàn thành bộ phim đấy thật là tốt đến ngày cuối cùng thì sau đó mình sẽ tiếp tục nếu như may mắn mình có một dự án mới mời đến mình là mình sẽ lại phải tiếp tục một cuộc hành trình mới còn à, à, bây giờ để mà nói một cái dự án đã có một cái dự án mới nữa chưa thì tôi nghĩ là tôi đã nói thẳng luôn là bây giờ hiện tại là duy nhất vẫn chỉ là đang cái cuộc đời vẫn đẹp sao thôi. Đấy, và sau cái cuộc đời diễn này sau là tôi sẽ hy vọng là sẽ có một vai diễn mới một thể loại mới để dành riêng cho tôi và luôn uh, giúp tôi sẽ phát triển được cái uh, con đường nghệ thuật của mình lên nhiều hơn vâng xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của chị Cúc và xin chúc chị có thêm nhiều vai diễn nữa ừ. và nhận được nhiều sự tin yêu của khán giả xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả vâng xin cảm ơn chị Minh Cúc cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại